Chưa chưa có hiểu, chưa có thông. Hạt điều cô mua ở đâu cô? Hạt điều cô mua dưới bà sở 24 kg, mua nửa ký chập hai. Còn cái hạt dễ cười đó 34 kg, mua nửa ký. Nam làm vậy là dơ đồ bà đó, ghét con dơ mà. Dơ.